Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với channel Tô Màu Vẽ Tranh trên kênh YouTube này của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một chú chim cánh cụt mẹ và chú chim cánh cụt con này nhá. Mình đã chuẩn bị sẵn bức tranh ở đây rồi. Hãy cùng mình tô màu với những cây bút chì màu của mình. Và chú chim cánh cụt này sẽ được mình tô màu xanh dương nhá. Chú chim cánh cụt con thì mình sẽ tô màu xám này nhá.
và chú chim cánh cụt mẹ và chú chim cánh cụt con này đã được mình tô màu xong rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu này của mình. Bye bye.